Tử Vi xem nốt rồi. Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn đang theo dõi chương trình Kiến thức tử vi phong thủy của chúng tôi. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý thính giả vạn sự như ý, phú quý bình an. Quý vị và các bạn thân mến, trong nhân tướng học thì nốt ruồi nó đóng một vai trò rất quan trọng và nó quyết định đến vận mệnh của một con người. Bởi lẽ đó, với người có tướng mặt đẹp song lại sở hữu một nốt ruồi phá tướng thì người đó khó lòng mà thịnh vượng lên được. Nhưng ngược lại, nếu như một người mà sở hữu tướng mặt khắc khổ nhưng lại có vị trí nốt ruồi rất đẹp thì vận số của người này sẽ được cải thiện. Theo đó, với các chuyên gia trong nhân tướng học xem tướng nốt ruồi cho biết, khi mà trên cơ thể của một con người có những nốt ruồi ở vị trí tốt đẹp thì nó cho thấy điềm lành sẽ đến với họ rất viên mãn. Còn nếu như mà ai đang theo dõi trong chương trình ngày hôm nay mà để xem mình có may mắn được sở hữu một trong những nốt ruồi phú quý này hay không, thì sau đây xin mời các bạn hãy cùng Kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về những nốt ruồi son trên mặt người đàn ông, ở những vị trí này là tài lộc cứ thế ào ào kéo đến. Về trong xem bói nốt ruồi son ở trên mặt người đàn ông, nếu nốt ruồi ở những vị trí này thì đàn ông ắt sẽ thành công vang dội, cứ bước ra đường là tài lộc ào ào kéo đến. Về thứ nhất là đối với nốt ruồi son là gì? Về nốt ruồi son, nó là những đám sắc tố ở dưới da, nó tích tụ và hình thành những nốt ruồi màu đen, màu nâu, màu đỏ hoặc màu hồng. Nó thường có kích thước to nhỏ khác nhau và có sự thay đổi theo thời gian. Với nốt ruồi son là gì? Thì nốt ruồi son nó là một nốt ruồi có màu đỏ hoặc là màu hồng. Nó được tạo thành bởi các vi huyết quản. Nó phình lên thành những chấm màu đỏ và xuất hiện nhiều ở trên vùng da mặt hoặc và ngực của chúng ta. Ý nghĩa của nó là đối với những người mà sở hữu nốt ruồi son đều được liệt vào hàng quý tướng, bởi hầu hết những người có nốt ruồi son đều là người gặp may và tốt lành nhất trong cuộc sống. Về thứ hai là về nốt ruồi son trên mặt người đàn ông, nó báo hiệu phúc khí và tài vận gì? Thứ nhất là nốt ruồi son ở trán. Về trong nhân tướng học có nói thì trán nó còn được gọi là tiền đình. Với nam giới mà sở hữu một nốt ruồi son ở trán sẽ là người gặp được rất nhiều điều tốt lành trong cuộc sống, là người có số phú quý giàu sang, tài lộc đủ đầy, tiền bạc rủng rỉnh, không bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu hay là cơ hàn. Với nốt ruồi son ở trên mặt đàn ông, nó nói lên điều gì? Thì nốt ruồi đại phú đại quý này sẽ giúp cho chủ nhân gặp nhiều may mắn về đường tài lộc, tiền tài ào ào đổ về không dứt. Dù là người làm công ăn lương hay là làm kinh doanh buôn bán thì cũng đều được hưởng lộc trời đất, chẳng lúc nào thiếu thốn tiền bạc, trong cuộc sống chi tiêu thoải mái. Về thứ hai là đối với người có nốt ruồi son ở dái tai, đối với nam giới mà sở hữu nốt ruồi son ở dái tai là một người rất có phúc khí, có số mệnh trường thọ, tài vận hanh thông, cả đời no đủ. Và đây cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy chủ nhân của nó có nốt ruồi này là người thông minh, là người lễ phép. Sự giàu có luôn tiềm ẩn trên khuôn mặt người này, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì có thể xoay chuyển về tình thế, chuyển bại thành thắng, có thể một bước chạm đến đỉnh cao danh vọng và quyền lực. Thêm vào đó thì người đàn ông có nét tướng này về hậu vận rất tốt, cuộc sống sung túc an nhàn, tài sản dồi dào, không phải lo lắng bất cứ một điều gì, còn đủ để cho con cháu hưởng phúc lộc về sau này. Về thứ ba là đối với người có nốt ruồi son ở giữa hai đầu lông mày. Về trong nhân tướng học xem tướng nốt ruồi cho người đàn ông cho biết, với nốt ruồi son ở giữa hai đầu lông mày thì nó dự báo về đường quan lộc của người này thuận buồm xuôi gió. Với người đàn ông này sẽ làm nên đại nghiệp và sự thăng tiến trong công việc là đều nằm trong tầm tay. Với chủ nhân có nốt ruồi này thì cả đời không lo lắng về chuyện tiền bạc, nhà cửa xe cộ đủ đầy, cuộc sống sung túc và vương giả. Về thứ tư
là đối với người có nốt ruồi son ở phía dưới lông mày trái, với người đàn ông có nốt ruồi son phía dưới giáp với lông mày trái, nó là một trong những tướng đại cát và đại lợi rất tốt lành. Chủ nhân của nét tướng này gặp rất nhiều may mắn về mọi mặt trong cuộc sống, từ công danh sự nghiệp đến tình duyên rất thuận lợi, trong hôn nhân rất viên mãn. Về thứ năm là với người có nốt ruồi son ở phía dưới lông mày phải. Về trong nhân tướng học xem tướng nốt ruồi, thì với đàn ông mà sở hữu nốt ruồi son ở dưới lông mày phải là người có chí hướng và người sống rất bản lĩnh. Họ luôn biết cách nhìn xa trông rộng, luôn nỗ lực phấn đấu, không chùn bước trước những khó khăn. Đây là một trong những nét tướng của người đàn ông có quan vận sáng, rất dễ được thăng quan tiến chức, gặt hái được cả danh vị lẫn tiền tài. Không chỉ thế, họ còn là người có tài lãnh đạo, có con đường công danh sự nghiệp rộng mở, công việc suôn sẻ và thuận lợi, có thể là giành được nhiều thành công rực rỡ trong cuộc sống. Về thứ sáu là đối với người có nốt ruồi son ở dưới cằm, về người nam giới. Với nốt ruồi son ở trên mặt người đàn ông nó nói lên điều gì? Thì nốt ruồi son ở dưới cằm về nam giới nó là một trong những nốt ruồi mang lại nhiều tiền của đất đai, vận khí cát lành và tiền bạc dư dả cho người này. Nếu như người này chịu khó phấn đấu, chăm chỉ làm việc, kiên trì bền bỉ, biết khéo léo thì vận dụng các mối quan hệ xã giao, thì người này sẽ có cơ hội nắm giữ các vị trí quan trọng trong công việc, thậm chí là những vị trí chủ chốt ở trong những công ty lớn. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về những nốt ruồi cực xấu trên khuôn mặt người đàn ông, nó ảnh hưởng đến vận mệnh và cuộc đời của những người này. Về thứ nhất là đối với người có nốt ruồi ở vị trí ngang mép. Về trong xem bói nốt ruồi cho biết thì người đàn ông có nốt ruồi ở vị trí ngang mép thì phần lớn là người tham lam ích kỷ, chỉ biết nhận lại mà không bao giờ biết cho đi. Chính vì thế, đây là thuộc trong típ người ít khi lấy được thiện cảm từ những người khác. Thêm vào đó thì chủ nhân của nét tướng này còn hay thất hứa, vô cùng lười biếng hay ỷ lại. Họ không bao giờ thích động tay hoặc động chân bất cứ vào việc gì và luôn luôn sai khiến những người xung quanh. Người này là người vụng chèo khéo trống, mồm miệng đỡ chân tay, chỉ có thể làm vui lòng người đối diện ở lần tiếp xúc đầu tiên. Về thứ hai là đối với người nào có nốt ruồi ở chính giữa đầu mũi, nằm đúng vị trí cung tận ách. Về trong nhân tướng học có nói, đây là một trong những tướng nốt ruồi cực xấu trên khuôn mặt người đàn ông, nên phải loại bỏ. Với đàn ông nào mà sở hữu nốt ruồi này thì đường tình duyên rất lận đận và trắc trở, gia đình ít khi hòa thuận và êm ấm. Về trong nhân tướng học xem tướng nốt ruồi trên mặt người đàn ông có nói, với cánh mày râu mà sở hữu nét tướng này thì là người khắt khe, gia trưởng nhưng có tính bảo thủ, luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Họ luôn muốn người yêu hoặc người vợ của mình phải nhất nhất tuân theo ý kiến của họ. Về thứ ba là đối với người nào có nốt ruồi ở phía dưới đầu khóe mắt. Với người đàn ông mà có nốt ruồi ở vị trí này là người có tướng phá tài, tiền bạc làm ra bao nhiêu cũng không để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu của chính bản thân họ. Thêm vào đó thì chủ nhân có nét tướng này lại là người ham mê cờ bạc, rất dễ vướng vào các món nợ chết người. Về thứ tư là đối với người nào có nốt ruồi ở phía dưới đuôi mắt phải, đối với đàn ông. Về trong nhân tướng học xem tướng nốt ruồi cho hay, với đàn ông có nốt ruồi này thì thường là người có dục vọng rất cao, không thỏa mãn và tính tình thì dâm đãng. Nếu người bạn đời không đáp ứng được nhu cầu của họ thì họ sẵn sàng phản bội, đi ra ngoài tìm nguồn vui mới. Vì lao tâm khổ tứ quá sức nên người này cũng rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Về thứ năm là đối với người có nốt ruồi ở giữa con ngươi mắt thẳng xuống phía dưới gò má trái của người đàn ông. Về trong xem tướng nốt ruồi thì đây là nốt ruồi xấu trên mặt người đàn ông. Với đàn ông có nốt ruồi này thì thường là người hiếm
hoặc là không có con cái, về đường con cái rất vất vả, không thuận. Cuộc sống hay gặp những chuyện đau buồn, thần thái lúc nào cũng ủ rột và chán nản. Về thứ sáu là đối với người nào có nốt ruồi ở dưới bọng mắt. Với người đàn ông có nốt ruồi này thì thường là người rất khắc vợ khắc con, là người khó tính và có cuộc đời gặp nhiều buồn phiền và trắc trở. Với bản tính đa nghi võ đoán thì người này luôn luôn làm cho vợ con phải rơi nước mắt, không mấy khi giúp đỡ hay quan tâm đến vợ con từ những việc nhỏ nhất. Về thứ bảy là đối với người có nốt ruồi ở trên mép môi. Với người đàn ông có nốt ruồi này thì thường là người có tính lăng nhăng, gặp bất cứ ai cũng thích trêu ghẹo, buông lời đùa cợt tán tỉnh, nhưng lại chẳng thật lòng yêu ai. Họ luôn có xu hướng bắt cá nhiều tay cùng một lúc, lúc thì tán tỉnh nhiều người. Với mối quan hệ yêu đương thì thường không bền vững. Trong cuộc sống hôn nhân thì chủ nhân sở hữu nét tướng này cũng không chung thủy, hay tìm cách lén lút bên ngoài để tìm của lạ. Về thứ 8 là đối với người có nốt ruồi ở dưới cung lông mày trên mắt phải người đàn ông. Về trong nhân tướng học xem nốt ruồi có nói về cánh mày râu có nét tướng này, phải nói là người bất hạnh liên miên, khó có cơ hội thăng tiến, đầu tư kinh doanh bất cứ một lĩnh vực nào cũng ẩn chứa nhiều rủi ro, chủ yếu là mất mát về tài chính. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.